谁更肯定终老分，对客谋命满当真。看来的共有学问，越爱挑良分找行政。南无本师Thích Ca Mâu Ni Phật, đây là chương trình Sống Đời Sống Phật. Thuyết giảng hôm nay là Hòa Thượng Thích Viên Lý, Viện Chủ Chùa Điều Ngự và Chủ trì Chùa Diệu Pháp. Con tên là Jesse Thảo Vi và pháp danh của con là Nhật Khiếu Hạnh. Con xin kính chào Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý khán thính giả đang xem đài IBC TV. Dạ, con xin chào Thầy. A Di Đà Phật, xin chào ca sĩ Jesse Thảo Vi, pháp danh Nhật Khiếu Hạnh. Đầu năm... con có được khỏe không? Dạ con khỏe, thầy khỏe không? Rồi, thầy cảm ơn con, thầy cũng bình thường. Xin kính chào Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni và quý khán thính giả của đài truyền hình IBC. Dạ. Kính bạch thầy, tại sao gọi là Xuân Di Lạc? Xuân Di Lạc là xuân như thế nào ạ? Thì Đạo Phật, thầy cảm ơn cái câu hỏi rất là quan trọng này của con. Dạ. Thì thưa quý vị đó, nói đến xuân là nói đến một cái gì tươi, đẹp, trẻ trung, trong sáng. Là nói đến một cái sự hy vọng ở tương lai. Mà nói đến xuân là nói đến một cái sức sống, một cái sức sống đầy an lạc, tự tại. Một sức sống chan hòa tình thương yêu và sự hiểu biết vô tất cả cái lòng từ bi bao la vô lượng mà Đức Phật Di Lặc là một vị Bồ Tát tiêu biểu cho những cái yếu tố đó, tiêu biểu cho cái sự hoan hỷ, tiêu biểu cho lòng từ bi, tiêu biểu cho tương lai trước mắt, bởi vì Ngài là một vị Phật mà sẽ thị hiện nơi cảnh giới Ta Bà này. Chính vì vậy mà trong Phật giáo thường gọi là Xuân Di Lặc. Nhưng mà cái điều quan trọng là ngày mùng 1 Tết cũng là ngày đản sinh của Đức Bồ Tát Di Lặc. Đó chính là cái lý do tại sao gọi là Xuân Di Lặc. Thì con có câu hỏi gì nữa không? Dạ, kính bạch thầy, xin thầy hoan hỷ chia sẻ với quý khán thính giả của IBC về Đức Phật Di Lặc ạ. A Di Đà Phật, thầy cảm ơn con nghe. Dạ. Thì thưa quý vị đó, Đức Phật Di Lặc là một vị Phật sẽ xuất hiện dưới cội cây Long Hoa để mở ra ba cái pháp hội gọi là Long Hoa Tam Hội để hóa độ chúng sinh. Sau khi những giáo pháp mà Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn không còn trên thế giới Ta Bà này nữa, Maitreya là cái chữ Phạn. Nếu mà dịch thì có cái nghĩa là từ thị, tức là một vị Bồ Tát có một cái tấm lòng từ bi vô lượng, vô biên, bất khả tư nghị. Ngài cũng còn có tên là Vô Năng Thắng, mà dịch âm là A Giặc Đà. Đây là một vị Bồ Tát nhất sanh Bồ Xứ. Hiện Ngài đang ở nội viện Đông Súc mà Ngài sẽ thị hiện. Một vị Bồ Tát mà biểu trưng cho cái đẹp, cho cái niềm vui, cho nên cái thân hình của Ngài chúng ta thấy rất là hoan hỷ. Tiếng Anh gọi là Happy Buddha. Con thấy cái tượng Happy Buddha không? Tượng của Ngài Di Lặc đó phải không? Dạ, con thấy. Rất là đẹp phải không? Dạ. Kính bạch thầy, con thấy chung quanh Đức Phật Di Lặc có 6 em bé vây quanh và chọc phá Ngài. Vui quá nhưng con không hiểu.
Lý do tại sao? Xin thầy hoan hỷ giải thích cho con ạ. À. Thì đây là cái hình ảnh mà nó tiêu biểu cho cái sự thung dung, an nhiên, tự tại của Ngài. Thì sáu em bé đó là tượng trưng cho lục trần. Tức là sáu cái đối tượng mà lục căn thường xuyên tiếp xúc, tức là sáu cái giác quan đó, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, tức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý, tiếp xúc với những cái đối tượng ở bên ngoài. Thì thường đó, nếu là một người chưa có giác ngộ, thì khi chúng ta tiếp xúc với những cái niềm đau nỗi khổ, với những cái điều bất toại ấy, cái tâm của chúng ta có những cái cảm nhận rất là khó chịu. Nhưng mà nếu chúng ta tiếp xúc với những cái gì mà nó lôi cuốn thì nó cũng làm cho cái lòng tham của chúng ta nổi lên. Mình bị chi phối bởi những cái đối tượng mà chúng ta tiếp xúc. Có thể là bằng âm thanh, có thể là bằng những cái mùi vị, vân vân và vân vân. Nhưng mà đối với Bồ Tát Di Lặc thì dù Ngài cũng tiếp xúc với những cái đối tượng như là chúng ta, nhưng mà Ngài không có khó chịu, Ngài không có bị những cái cám dỗ của vật chất, của dục lạc nó lôi cuốn, mà Ngài rất là thông dong, tự tại. Những em bé nó chọc vào cái lỗ mũi Ngài, trong mắt Ngài là nó quấy phá, nhưng mà Ngài vẫn nở một nụ cười rất là bao dung, rất là hoan hỷ, rất là an nhiên. Chứ không có phải vì vậy mà Ngài cảm thấy khó chịu hay giả là ốn giận, giả là như thế này, như thế khác. Kính bạch Thầy, ngày đầu năm có người bảo phải kiêng cử một số việc. Vậy theo Thầy thì việc gì là việc chúng ta phải kiêng cử ạ? Theo Thầy đó thì cái việc mà chúng ta phải kiêng cử là những cái việc ác, những cái việc xấu, những cái suy nghĩ tiêu cực, không có đạo đức, không có lương thiện, không có lành mạnh. Mình phải kiêng cử. Ở Việt Nam của chúng ta, kể cả những người Việt mà đang sinh sống hải ngoại đó con, thì thường đó, ngày đầu năm kiêng cử không có được quét nhà, bởi vì sợ quét hết cái tài lộc đổ ra ngoài thì cả năm nó sẽ nghèo. Đó, giả là kiêng cử cho người ta lửa, bởi vì nó tượng trưng cho cái sức sống, cho cái sự may mắn. Rồi kiêng cử cho nước, giả là kiêng cử nói những cái điều mà nó là xui xẻo. Kiêng cử rất là nhiều chuyện. Nhưng mà trong Phật giáo của chúng ta đó, thì cái quan trọng cần phải kiêng cử, tức là không làm đó, là những cái điều ác, những cái suy nghĩ bất thiện, những cái lời nói tiêu cực làm cho người khác phải buồn, phải thương tổn, vân vân và vân vân. Còn những cái khác đó thì không có quan trọng lắm. Chẳng hạn bây giờ phải đi xuất hành cái hướng nào, phải kỵ cái tuổi nào, vân vân, thì nó tùy theo cái tâm thức của mỗi người mà cái mức độ kiêng cử nó nhiều hay là ít. Nhưng mà cái trọng tâm của cái sự kiêng cử là phải kiêng cử những cái điều bất thiện. Ngược lại, phát huy những cái việc tốt và thực hiện những cái điều lành. Chẳng hạn như mình về chùa lễ Phật, hay giá là phát tâm niệm Phật quy tam bảo, ăn chay giúp đỡ những người nghèo khổ, bố thí cúng dường, vân vân. Những cái đó là những cái điều mà mình nên phát huy, mình nên vun bồi để cho cái đời sống tâm linh của mình nó được tăng trưởng. Đó là cái điều rất rất là quan trọng. Để cho những ngày đầu năm thật sự tốt đẹp và ý nghĩa, là những người Phật tử chúng ta phải làm gì ạ? Những người Phật tử mà muốn cho những ngày đầu năm nó được tốt đẹp, rồi nó tốt đẹp cả năm, thì cái điều quan trọng con biết là gì không? Phải phát tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là cái
tâm mà trên đó là mình cầu cái sự chứng đắc, cầu cái tuệ giác như là tuệ giác của chư Phật, tức là thành Phật. Bởi vì có thành Phật rồi thì cái khả năng cứu độ của chúng ta nó mới lớn lao, mới vô lượng. Rồi dưới phát tâm cứu độ tất cả chúng sinh. À, nếu mà đầu năm mà phát được Bồ Đề Tâm thì cái đó rất rất là quan trọng. Dạ. Yeah. Xin quý vị tiếp tục giữ màn ảnh sau phần bảo trợ của các cơ sở thương mại cho đài. Thầy cho chúng con sẽ quay trở lại ngay ạ. À. Con xin cảm ơn. Xây tương thân tình trong đạo Phật.